Có đồng tu nói không cần tu lục độ Bởi vì đó là Bồ Tát tu Mà chúng ta muốn thành Phật Có thể không tu lục độ Xin Pháp Sư khai thị Không thể được rồi Bạn phải hiểu là Phật cao hơn so với Bồ Tát một bậc Phật là từ Bồ Tát tu thành Bạn chỉ học Phật mà không học Bồ Tát Thì bạn dính diễn không thành Phật được vì sao vậy? Nên móng bạn không tu Làm gì có đạo lý này Hơn nữa bạn vẫn phải hiểu là Phía dưới Bồ Tát còn có nền tảng Bạn từng tầng từng tầng đi xuống Bạn mới phát hiện Thứ nền tảng nhất Chính là đệ tử quy Điều này chúng tôi nói quá nhiều rồi Thế Tôn Ở trên Phật Tạng Kinh Không phải là Đại Tạng Kinh Là một bộ kinh Ở trong bộ Đại Tạng Kinh Tên của kinh gọi là Phật Tạng Kinh Nói với chúng ta rất rõ ràng Đệ tử Phật không học tiểu thừa trước mà học đại thừa thì không phải đệ tử Phật. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Nếu bạn không y theo trình tự từ nhỏ đến lớn bạn không theo tuần tự từng bước Thì Phật không thừa nhận bạn Cho nên Phật giáo Trung Quốc Cũng là từ tiểu thừa đến đại thừa Phật giáo Trung Quốc Thời tùy đường có 10 tông Có hai tông là tiểu thừa Gọi là câu xá tông và thành thật tông Hai tông này đến thời nhà tống Thì không còn nữa Cuối thời nhà đường thì đã suy rồi Đến nhà Tống thì không còn nữa Hiện nay rất nhiều người không biết Vậy thì Phật giáo Trung Quốc dùng cách tu gì? Dùng nền tảng nho và đạo thay thế tiểu thừa Vậy thì được Vì sao vậy? Nói chung đồ của Trung Quốc thì Hợp khẩu vị người Trung Quốc Cho nên Trung Quốc dùng nho làm nền tảng dùng đạo làm nền tảng bởi nho và đạo tái nhập vào đại thừa thì không có vấn đề gì thế nhưng đại thừa vẫn là từ thập thiên nghiệp đạo mà tu mà nền tảng của nho và đạo không khác nhiều so với thập thiên nghiệp đạo cho nên có thể nói hết thảy đều đã đầy đủ rồi không thể không biết điều này từ trên nền tảng này Để tu lục hòa kính Khi tinh tông học hội chúng ta thành lập Chúng tôi có một bài duyên khởi Duyên khởi đề xuất ra năm khoa mục tu hành của chúng ta Năm khoa mục thì không nhiều Mọi người đều rất dễ nhớ Dễ học Năm khoa mục thứ nhất chính là tịnh nghiệp tam phước bạn xem điều đầu tiên của tình nghiệp tam phước Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát tu thập thiên nghiệp Bốn câu này là nền tảng Hiếu thân tôn sư Là đệ tử quy Từ tâm bất sát là Cảm ứng thiên Câu phía sau là tu thập thiện nghiệp Cho nên ba thứ này là điều đầu tiên của tình nghiệp tam phước Cái đầu tiên phải trọn đủ Có ba điều này thì bạn bước vào cửa Phật Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi Tam quy ngũ giới thì bạn nhất định phải làm được Nếu tam quy ngũ giới làm không được thì chỉ là thọ trên hình thức mà thôi Trên thực chất không có Từ tam quy ngũ giới lại nâng lên cao Đến phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Độc tụng đại thừa Đây đều là thuộc về tự lợi Phía sau có lợi tha Khuyến tấn hành giả Bạn xem tự hành hóa ta Tịnh tông chúng ta chính là lấy ba điều này Làm nguyên tắc chỉ đạo Sau đó là đời sống trong đoàn thể của chúng ta Quy tắc sống trong đoàn thể là luật quả kính Đây là giới luật vô cùng quan trọng Phải hòa khí Người thế gian nói là hòa khí sanh tài Gia hòa dạng sự hưng bất hòa thì tuyệt đối không phải là phật pháp cho nên lục hòa kính tam học giới định huệ lục độ khoa mục sau cùng là phổ hiền thập nguyện chính là thập đại nguyện dương chúng tôi yêu cầu phải thực hiện được năm môn công khóa này thì niệm phật có lý nào không giảng sanh chứ thái độ như vậy mà học phật nói không cần tu lục độ Vậy thì nhất định không thể thành tựu Đâu có loại đạo lý đó chứ Câu hỏi tiếp theo Có người nói trước khi ăn cơm Niệm 10 câu Phật hiểu Sau đó thỉnh chư vị chúng sanh cùng ăn cơm đồng thời thỉnh chư Phật Bồ Tát đem bữa cơm này biến hiện rất nhiều để cho hết thảy chúng sanh đều có thể được cúng dường viên mãn sau đó mới niệm 10 câu Phật hiệu. Xin hỏi như vậy có được không ạ? À? Có thể được. Ở trong đạo tràng chùa chiền thông thường, điều niệm chú cúng dường đơn giản nhất trong chú cúng dường là cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường, pháp, cúng dường tăng. Cúng dường tất cả chúng sanh Người niệm Phật chúng ta Nếu không có cái tâm này Sự cúng dường này Phải dùng chân tâm thì mới khởi tác dụng Không có tâm lượng lớn như vậy Không có tâm chân thật như vậy Chỉ niệm 10 câu Phật hiệu Cúng dường cũng được rồi Đem những thức ăn này biến thành vô lượng vô biên là biến thực chân ngôn không biết niệm cũng không sao dùng ý niệm của chúng ta cầu phật bồ tát đem những thứ này biến hiện ra cũng được cho nên trong phật pháp nói thành tắc linh quan trọng nhất chính là tâm chân thành tiếp theo xin hỏi đối với tiền phóng xanh có thể lấy ra để nhận nuôi động vật tàn tật trong sở thú hoặc làm quỷ cứu trợ động vật được không đây là điều nên làm có thể được thậm chí chúng ta dùng nó in ấn những tài liệu tuyên truyền bảo vệ động vật Đều được Như in tranh bảo vệ động vật Cũng vô cùng tốt Khi người ta không nên sát sanh Bởi vì phóng sanh hiện nay Nói thật ra phóng sanh trong pháp hội thông thường Có rất nhiều Tệ nạn Bởi vì đặc biệt phải đặt hàng trước Bạn không đặt hàng thì họ sẽ không bắt bởi vì bạn phóng sanh Thì họ sẽ gắng sức lùng bắt Thế thì chẳng phải phóng sanh biến thành hại sanh rồi sao? Đây là sanh ra quan niệm sai lầm Chúng ta nhất định phải biết được Thật sự Phật bảo chúng ta phóng sanh Không phải Pháp hội phóng sanh quy mô lớn Mà là bình thường bạn đi chợ mua thức ăn Bạn nhìn thấy những động vật này Thấy chúng đúng thật có thể sống được bạn mua để phóng sanh Nếu như nói thấy những chúng sanh đó Không thể nào sống được Thì không cần Đó là nghiệp báo của chúng Cho nên nếu Thật sự thấy chúng còn sống khỏe mạnh Thì có thể được Là bảo bạn tùy duyên Không phải là có ý đi làm Đây là việc tốt Thường hay có loại tâm này Gặp được rồi thì hãy giúp đỡ Dưỡng thành cái tâm như vậy Hành trì như vậy thì tốt